chào mừng mọi người đến với livestream ở cửa hàng xe máy Đức Kiên nhé. Chào Lương Xuân Hồng, chào Đức Quyết nha. Hôm nay cửa hàng live bên xe số cho mọi người nha. Các dòng xe X-Size này, Winner này, Sirius, Way, cửa hàng đều có nha mọi người. X-Size cửa hàng có rất nhiều cho mọi người luôn. Tất cả các màu các bạn cửa hàng đều có từ đời 2015. Chào Đàm Xuân nha. Chào Trịnh Thị Huyền Trang. Chào Ngô Đức nha. Mọi người ơi, mọi người tham khảo có xe nào để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem luôn. Đây, Winner cửa hàng có rất nhiều luôn. SH cửa hàng mình cũng để bên này cho mọi người tham khảo nhé. Chào Mai Hoàng nhé. SH có rất nhiều luôn. Abarth này. Từ 50 triệu 900 là mình đã có xe SH rồi nhá. Từ 28 triệu 600 là mọi người đã có xe Vision rồi. Vision cửa hàng toàn nhập xe lướt từ đi từ 100 cây đến mấy nghìn cây thôi. Mọi người muốn tham khảo cứ đến cửa hàng xem xe nhé. Mùa đông không lạnh ơi. Vâng chị ơi, có thể chị ủng hộ cửa hàng nha. Chị cứ đến cửa hàng xem xe giúp em nhé. SH trắng. Cửa hàng có rất nhiều luôn chị ơi. Sirius cửa hàng có nhiều xe cho mọi người nhé. Chỉ từ 13 triệu 300 là có xe Sirius cho mọi người rồi. Các bạn màu. SH trắng 125. Chị ơi, cửa hàng em đang có con SH trắng 125 đời 2017 là trên 70 triệu một tí chị nhé. Chào họ công tử, chào Nguyễn Văn Đạt nha. X-Size cửa hàng có rất nhiều, X-Size 135 này. Xe đẹp luôn. Rider cửa hàng có. Mùa đông không lạnh, chị ơi. Xe mới cửa hàng em lại có từ tầm 72, à đó 82 triệu 500 có xe mới siêu chị nhé, đời 2021 luôn. Xe 125 bạn phanh xe nhé. Họ công tử, anh ơi, họ công tử ơi, R15V3 cửa hàng em đang có con nào anh ạ? Chị đang có con R15V2 cho anh ơi. Hello Lộc nha. Chị ơi, nhà mình ở đâu ạ? Nhà mình ở huyện hay thành phố để em báo giá chị ạ? Chào Duy Mạnh. Chị ơi, thành phố Hải Dương thì giá của nó sẽ phải rơi khoảng hơn 5 triệu chị nhá. Vì là nó là thuế 55% mà. Biển thành phố sẽ cao hơn biển huyện gấp 2 lần rưỡi.
Chào chị Nhường nha. Anh ơi, XC135 và hàng em đang còn em đang còn 3 con XC135. Có con rẻ nhất là 27.800 đời 2014 anh nhé. Biển là B244781 đây. Từ 27.800 là có xe XC135 cho mọi người nha. Cửa hàng em còn có con 30.900 đời 2015, xe chạy rất ít luôn. Lốp vẫn nền đời nhá. Nguyễn Văn Đạt ơi, XC150 đời 2017 á. Từ hơn 30 triệu một xíu là mình có xe XC150 đời 2017 nha. Có đủ các màu XC cho mọi người tham khảo nhé. Chào Nguyên Thư nha. Ở Hưng Đoàn ơi, XC135 của mình là từ 27.800 là có xe rồi nha. Xe còn rất mới nha. Mọi người cứ đến cửa hàng tham khảo giúp em nhé. Mọi người ơi, cửa hàng em mà có địa chỉ tại 237, 289 và 238 Ngô Quyền nhé. Thì mọi người cứ đến cửa hàng xem giúp em. Tất cả các xe của cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người nha. Và đều được hỗ trợ sang tên cho mọi người luôn. Văn Hùng ơi, XC đen nhám. Chờ mình một xíu nha. XC đen nhám. Và tầm hơn 30 triệu là có xe XC đen nhám cho mình nhé. Cửa hàng đang có con XC 2010 đăng ký 2011, giá là 35.800, xe rất đẹp luôn, xe màu đen nhé. Chào Lan Tấn nhé. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây. Mọi người muốn tham khảo con xe nào có để lại bình luận nhé. Thì tí nữa cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình. Tất cả con xe cửa hàng em đều có hỗ trợ trả góp và sang tên cho mình luôn nha. Địa chỉ cửa hàng tại 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Mọi người cứ đến cửa hàng em để tham khảo và xem cho trực tiếp nhé. Thương ơi, lấy phiên bản mới. Anh muốn tham khảo phiên bản nào ạ? Văn Hùng ơi, nhanh em nhé. Sang tên nhanh nha em. Nếu mà mình trong tỉnh Hải Dương ấy thì chỉ mất khoảng từ 10-15 ngày thôi. Phiên bản mới cửa hàng em có xe cả xe cũ và xe mới luôn anh nhé. Văn Hùng, Nguyễn Thư ơi, anh cứ đến cửa hàng em xem xe nhé.
xe mới xe cũ cửa hàng em đều có. Vâng, thì em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em nha. Xin chào tất cả mọi người, rất mong mọi người đi ủng hộ cửa hàng nhé.